Các bạn đang theo dõi kênh của Trường Doanh Nhân HBR. Đằng sau mô hình kinh doanh không chi tiền cho quảng cáo, không có giám đốc marketing của Tesla. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, khi tất cả các hãng xe lâu đời như Toyota, Ford bị giảm giá trị vì không bán được hàng, thì Tesla lại vươn lên thành công ty ô tô có giá trị lớn nhất toàn cầu dù tuổi đời vẫn chưa đến 20 năm. Vậy điều gì đã làm nên câu chuyện thần kỳ này? Hãy cùng nhìn vào mô hình bán hàng của Tesla. Được thành lập từ ngày 1 tháng 3 năm 2003, nhưng trong suốt thời gian hoạt động đến nay, Tesla chưa từng có CMO hay giám đốc marketing. Tesla cũng không thuê bất cứ agency ngoài nào phụ trách các hoạt động truyền thông, không có hệ thống đại lý phân phối như một số hãng xe tên tuổi khác. Từ năm 2015, Tesla không chi bất cứ đồng nào để chạy quảng cáo. Cách đây không lâu, một nhà đầu tư kiến nghị Tesla nên chi ít nhất $50 trên mỗi chiếc ô tô được sản xuất ra để quảng cáo. Nhưng CEO Elon Musk kiên quyết phản đối. Thậm chí, ông còn chỉ trích những công ty khác chỉ biết bỏ tiền ra để chạy quảng cáo thay vì tập trung vào cải thiện sản phẩm để trở nên tốt hơn. Thay vào đó, ở Tesla, sản phẩm được bán trực tiếp từ nhà sản xuất tới tay người tiêu dùng thông qua website và hệ thống 200 cửa hàng của họ trên toàn cầu, trong đó có 80 cửa hàng được đặt tại Mỹ. Mô hình bán hàng này được ông Đỗ Hữu Hưng, CEO Accenture Việt Nam giải thích là mô hình bán hàng D2C, Direct to Customer, bán trực tiếp từ nhà sản xuất tới tay khách hàng. Hệ thống phân phối thông thường sẽ đi qua nhiều kênh, bán buôn, bán lẻ, đại lý rồi mới đến người tiêu dùng. Đây là cách tiếp cận quá lâu, thời gian quá chậm và nếu như người dùng sản phẩm muốn phản hồi với nhà sản xuất thì cũng đành chịu. Chưa kể, chính sách từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng cũng khó áp dụng vì phải qua kênh đại lý. Nhưng với D2C, bằng công nghệ cho phép nhà sản xuất bán trực tiếp tới tay người tiêu dùng qua website, cửa hàng chính hãng, câu chuyện không chỉ là bán hàng mà còn là thiết kế sản phẩm để khác biệt hóa tùy theo từng nhu cầu của khách hàng, ông Hưng lý giải tại sự kiện Việt Nam Online Business Forum diễn ra cách đây không lâu. Ông Hưng chỉ ra rằng D2C sẽ khắc phục các nhược điểm của mô hình bán hàng truyền thống như không tương tác trực tiếp với khách hàng, phụ thuộc quá nhiều vào một kênh bán hàng, khi kênh thay đổi chính sách thì hoạt động bán hàng lập tức bị ảnh hưởng, không kiểm soát được cơ chế giá xỉ, phá giá, giảm tỷ lệ chốt đơn, chi phí mang về một đơn hàng mới cao, không dự đoán được xu hướng người dùng. Nhờ việc ứng dụng thành công mô hình D2C mà Tesla sở hữu kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng. Cụ thể là, năm 2019 vừa qua, họ đã bán gần 400.000 chiếc xe, con số này gấp 1,5 lần so với năm 2018 và gấp 3 lần so với năm 2017. Thực tế là số lượng xe hãng làm thậm chí còn không kịp để phân phối và vấn đề duy nhất là khách hàng phải chờ đợi quá lâu. Theo kết quả của Consumer Reports, Tesla là thương hiệu ô tô có tỷ lệ khách hàng hài lòng cao nhất khi 88% những người từng mua xe cho biết họ cực kỳ hài lòng dù có là dòng sản phẩm gì đi nữa. Tỷ lệ này của Tesla thậm chí còn lớn hơn cả tỷ lệ của Audi hay Porsche. Tesla cực kỳ nhất quán trong việc thiết kế trải nghiệm khách hàng. Tất cả các cửa hàng của Tesla đều được đặt trong các tòa nhà đẹp. Toàn bộ nhân viên đều do họ quản lý, khác hoàn toàn với showroom và đại lý. Có khi bán kèm cả xe hàng này với xe hàng khác, người bán thậm chí còn không hiểu hết chiếc xe mình đang bán, ông Hưng so sánh. Vì thế, cũng không khó hiểu nếu Tesla là hãng xe có độ hài lòng cao nhất tại Mỹ. Đại diện Accenture cũng cho biết, ở Mỹ hiện nay, xu hướng mua hàng D2C đang được nhiều người dùng ưa chuộng. Theo dự đoán, đến năm 2021, 46% những người mua sắm online sẽ là người mua D2C. Tuy nhiên, để triển khai mô hình D2C một cách chính xác, các doanh nghiệp phải cần tới 4 trụ cột dưới đây. 1. Có khả năng sản xuất để cụ thể hóa nhu cầu khác biệt của từng người dùng. 2. Có khả năng về SEO, Google, Traffic để lấy được người dùng. 3. Có năng lực đóng gói, hoàn thiện sản phẩm. Cuối cùng là khả năng thu thập dữ liệu để phân tích, tối ưu hiệu quả người dùng. Để hình thành mô hình D2C tổng thể, có website thôi là chưa đủ. Nói thật, tôi nghĩ doanh nghiệp nhỏ chưa chắc nên dồn vào D2C. Câu chuyện này nên dành cho doanh nghiệp lớn, sẵn sàng đầu tư vì phải trong dài hạn mới thấy được hiệu quả. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài? Bạn đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể vượt qua đại dịch? Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời COVID, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để nhận mã giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.